cách làm chuồng nuôi baby tránh bị sỏng khá là đơn giản luôn nha mọi người. Đầu tiên là bạn phải có một cái chuồng lưới trước nha. Ô nào bự thì các bạn mua lưới ô vuông nhỏ như thế này về bọc lại để tránh cho việc các bé có thể chui ra ngoài. Và các bạn nhớ mua dây rút để rút lưới chuồng lại cho chắc chắn nha. Chuồng đã hoàn thành xong, các bạn kiếm một khúc cây bỏ vào chuồng để cho các bé leo trèo. Lúc này là tôi cho các bé vào nhà mới nè. Khi vào nhà mới thì các bé sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm và không tránh khỏi việc chạy và đu vào mấy góc chuồng như vậy nè mọi người. Không thể thiếu một khay thức ăn như thế này nữa nha. Vậy là xong rồi nè. Hãy cùng xem lại và trải nghiệm nuôi rồng Nam Mỹ với tôi nha.